Bây giờ sẽ là một cô bé rất thông minh, lanh lợi đến chúng ta từ Hà Nội, sinh năm 2009, năm nay 8 tuổi. Xin giới thiệu bé Bảo Châu. Xin chào cháu. Chào chú ạ. Rồi, có một cái gì đấy nó không bình thường lắm. Con chào chú ạ. Tức là sao? Có một cái gì đấy sai sai à? Con tưởng con phải gọi chú bằng bác cơ, nhưng mà mẹ con bảo là thấy nhiều người gọi chú bằng chú ấy, nên là... Thôi mình gọi bằng chú đúng không? Vâng. Mình có thể gọi thế nào cũng được. Mình là những người bạn mà. Đây là người bạn nhỏ của tôi và chú là người bạn lớn của cháu. Đơn giản vậy thôi. Cháu thấy các bạn ở trong chương trình Mặt Trời Bé Con thể hiện thì cháu đứng xem và cháu cảm thấy thế nào? Con cảm thấy rất vui. Con có thể học được nhiều thứ ở các bạn giỏi ạ. Nhưng mà con thì cũng là một người cũng rất giỏi đấy chứ. Và cái thế mạnh nhất của con là gì? Con có khả năng tự sáng tác bài hát tiếng Anh ạ. Tự sáng tác bài hát tiếng Anh? Dạ vâng. Như vậy là đầu tiên thì là chú hiểu là con là rất giỏi tiếng Anh đúng không? Dạ vâng. Con học tiếng Anh bao nhiêu lâu rồi? Con học tiếng Anh từ hồi con 3 tuổi rồi ạ. Mà bây giờ là con là 8 tuổi. Vâng. 5 năm học tiếng Anh rồi. Vâng ạ. Thế sở thích của con là gì? Sở thích của con một là được đi dạo buổi sáng, hai là được hát bài hát tiếng Anh, ba là tự sáng tác bài hát tiếng Anh, bốn là được đọc sách tiếng Anh, năm là tự sáng tác truyện tiếng Anh. Tự sáng tác truyện tiếng Anh? Vâng ạ. Và con đã sáng tác được truyện nào chưa? Dạ rồi ạ, nhưng mọi người chỉ không biết thôi. À, thế tên truyện đấy là gì? Có lúc thì chuyện về tình yêu, có lúc thì chuyện về bạn bè, có lúc thì chuyện về lớp học, vân vân ạ. Chuyện về tình yêu? Vâng. Tại sao ở cái tuổi này lại viết chuyện về tình yêu? Con thấy nó, dù nó không phù hợp nhưng mà con muốn viết giống như những người khác ạ. Bây giờ thì con đã viết được bao nhiêu cuốn rồi? Con viết được khoảng 2-3 cuốn rồi ạ. Đã in ở đâu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa? Lý do? Là vì con biết in ở chỗ nào và con không biết là con viết đúng hay không. Câu chuyện mà con đã viết thì có cái câu chuyện nào đây không? Con cũng có mang từ Hà Nội đến đây cái câu chuyện con viết, nhưng mà con ngại cho chú xem lắm. À, trong đấy có nhiều bí mật riêng tư ấy thế. Trong đấy có cả mối quan hệ của mình với các bạn ấy thế. Vâng. Ở trong đấy có cả những cái dự định thầm kín của mình như thế. Vâng. Chú biết thừa. Chú chỉ cần nghe như thế, chú chỉ cần nhìn mặt cháu là chú đoán là cháu là một cô bé ngoài chuyện hiếu động, có chất nghệ sĩ ở trong người và còn rất lãng mạn nữa. Vấn đề mà con quan tâm hơn cả là gì? Vấn đề con quan tâm là sốt xuất huyết. À, sốt xuất huyết. Cái điều con quan tâm ở sốt xuất huyết là cái gì? Ở Việt Nam có nhiều người bị sốt xuất huyết, như là cô giáo của con nè, và con của bạn mẹ con cũng bị sốt xuất huyết nè. Với cả có rất nhiều người đã tử vong ạ. Sốt xuất huyết là lây từ đường muỗi. Một con muỗi nó đốt một người bị sốt xuất huyết, rồi nó lại đốt lại một người rất là lành, thì người đấy sẽ bị sốt xuất huyết. Với cả là đang có virus mới, nó rất là nguy hiểm. Tất cả những cái đấy là con đọc báo hay là nghe bố mẹ kể? Con toàn nghe mẹ con kể thôi ạ. Mẹ con kể? Vâng. Xin hỏi mẹ cháu Bảo Châu là cháu có nói là cháu có sáng tác một số cái cuốn sách ấy mà chị cũng đã xem đấy. Ở trong đấy có một cuốn sách viết về tình yêu ấy, nó như thế nào chị? Tôi rất tò mò. Vâng, thực ra là cháu đầu tiên là không cho mẹ xem đâu ạ. Thế nhưng mà sau thì cũng phải xin mãi là cho mẹ xem, mẹ là bạn của con mà, cho mẹ xem. Thì cháu cũng có cho xem. Thì cháu viết về một người mà cháu rất hâm mộ. Vâng, và cháu tưởng tượng là cháu và bạn đấy gặp nhau như thế nào, rồi chơi như thế nào. Vâng, nói chung thế ạ, tôi chỉ hé lộ một tí thôi, còn rất là nhiều tình tiết thì chắc là cháu không muốn tôi kể đâu ạ. Vâng, đúng rồi. Chú rất là vui và khi mà được ngồi nói chuyện với cháu. Một cái cô bé mà bé tí xíu nhưng mà có những cái suy nghĩ khá là lạ, có những ý thích cũng khá là lạ. Ý thích là buổi sáng dậy sớm đi dạo buổi sáng. Vâng. Sau đó là về làm tất cả những công việc cần phải làm. Vâng. Còn bây giờ thì công việc
mà con sẽ phải làm chắc là phải tặng khán giả của chương trình Mặt Trời Bé Con cái bài hát mà con tự sáng tác ấy. Và con sẽ vừa đàn vừa hát cho mọi người nghe đúng không? Vâng ạ. Vậy thì chú không có lý do gì để ngồi ở lại đây nữa rồi. Sân khấu là của con. Xin trân trọng giới thiệu cháu Bảo Châu. Vậy là vừa rồi bé Bảo Châu đã mang đến cho chúng ta một ca khúc tiếng Anh mà cô ấy tự sáng tác. Đấy là tâm hồn của trẻ thơ. Các cháu đến để thể hiện tất cả những niềm mơ ước của mình, đam mê của mình, những khả năng có trong con người của mình. Đơn giản là để người lớn quan tâm hơn nữa, chú trọng hơn nữa đến sự phát triển toàn diện của cháu. Cảm ơn con rất nhiều.